Xin chào, và tôi Nguyễn Tục Sơn đã quay trở lại với các bạn ở đây. Và trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để kiếm được tiền trên điện thoại smartphone của bạn. Nếu như bạn đang sử dụng trên điện thoại Android, iOS của iPhone thì bạn hoàn toàn có thể làm được những điều này. Và làm thế nào đó để chúng ta có thể biết được cái bí quyết mình có thể lướt Facebook kiếm được tiền và kiếm tiền trên Facebook đơn giản như thế nào mỗi ngày và cực kỳ dễ để làm cho các bạn. Và bạn hãy yên tâm vì cái ứng dụng này đã có được bằng chứng rút được tiền về thành công và có được rút tiền về với cả bất kỳ những cái dạng như kiểu thẻ cào, thẻ game hoặc là rút được tiền trên Momo và tài khoản ngân hàng. Đó thì bạn có thể lấy về tiền để xài được luôn nha các bạn. Bạn có thể là follow thêm những cái video hướng dẫn của tôi trên kênh YouTube là Sơn PS để được nhận những video hướng dẫn về kiếm tiền trên Clickbank, về Affiliate Marketing, về MMO và rất là nhiều cách khác để làm sao có thể kiếm được thêm từ 10 đến 20 triệu mỗi tháng từ những hình thức tuyệt vời này. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái hướng dẫn cụ thể như sau. Đây là cái phần là trình trình duyệt mà tôi đang sử dụng theo giao diện bằng điện thoại cho các bạn có thể dễ dàng hình dung được. Bạn có thể là bấm vào đường link phía bên dưới của video này để các bạn có thể tải cái ứng dụng đó là Go Live. Đó, Go Live thì bây giờ tôi đã bấm vào thành công rồi, thì sau đó bấm vào phần Open. Và bạn đã mở cái ứng dụng có tên là Go Live lên, thì bây giờ các bạn bấm vào phần đăng ký ở đây. Sau đó thì các bạn đã điền họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu và nhập là mật khẩu và cái mã người giới thiệu nữa. Thì bây giờ họ tên của tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Rồi, tên đăng nhập ở đây ví dụ là của tôi là Sơn Nguyễn 76, ngày sinh của tôi đi. Mật khẩu là 123 123. Mật khẩu này các bạn đã tự đặt nhá. Rồi, đây là cái tài khoản tôi demo thôi. Và cái mã người giới thiệu ở đây đó là Sơn PS viết liền không dấu. Thì khi mà các bạn đã nhập cái mã người giới thiệu vào đây thì sau này tôi cũng sẽ có cơ hội để tôi giúp đỡ hỗ trợ các bạn nhiều hơn đó, và tôi sẽ cũng có cái bằng chứng để tôi rút được tiền về. Tôi sẽ có những cái video tôi hướng dẫn cho các bạn tiếp nhá. Rồi, bạn đã nhập cái mã người giới thiệu là Sơn PS viết liền không dấu, không cần viết hoa. Sau đó các bạn bấm phần là đăng ký. Phần nó mật khẩu đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là cần phải là bao gồm cả chữ lẫn số. Rồi, bây giờ cho chữ vào, Sơn, thêm chữ Sơn vào đây, cả chữ lẫn số, đó được chưa các bạn? Đó là cái phần bảo mật nhá. Sau đó các bạn bấm phần đăng ký. Rồi, coi như là bây giờ tôi đã tạo được tài khoản thành công. Thì khi mà tôi tạo được tài khoản thành công rồi thì bây giờ tôi sẽ bấm vào cái phần là đăng nhập. Vừa nãy mật tài khoản của tôi là Sơn Nguyễn 76. Đăng nhập. Rồi thì bây giờ nó sẽ yêu cầu tôi này cần nó phải nhập cái địa chỉ email vào để lấy cái mật khẩu khi mà mình quên mật khẩu đó, mình bấm vào phần cập nhật ngay đấy. Thì bên cạnh đó bạn cũng có thể xác nhận với cả cái số điện thoại của mình vào nhé, nhập cả email và cái số điện thoại vào, sau đó các bạn bấm vào phần lưu. Cái phần này thì quá đơn giản và dễ làm rồi đúng không nào? Sau đó bấm vào phần lưu, thành công, cập nhật đã thành công. Tôi quay trở ra thì bây giờ là cái cách kiếm được tiền với nó như thế nào và làm sao để có thể rút được tiền về với cái ứng dụng này ở đây. Thì bây giờ này, bây giờ tôi sẽ bấm vào cái phần là kiếm tiền. Khi bấm vào phần kiếm tiền thì nó sẽ yêu cầu tôi là đến cái trang thêm tài khoản. Thì bây giờ tôi sẽ bấm vào phần thêm tài khoản, chọn được cái ô là quản lý tài khoản. Trong ở đây nó cũng sẽ có những cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách làm rồi nha. Rồi, thêm tài khoản đây. Thì ở đây nó sẽ hướng dẫn cho các bạn này, bước 1 đó là copy cái mã xác nhận, và cái mã xác nhận đây bấm phần copy. Sau đó các bạn chat copy, đầu tiên là copy trước nha. Sau đó các bạn bấm một cái phần là xác nhận thêm tài khoản này, đăng bài trên trang cá nhân này đó. Sau đó các bạn đã chọn là phần nào, ví dụ như tôi chọn là Play. Thì trong cái phần này thì tôi sẽ cần phải đăng nhập vào cái tài khoản Facebook của tôi. Thì các bạn đã đăng nhập vào tài khoản Facebook nhé. Ok, thưa các bạn, và tôi đã đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của tôi thành công. Thì bây giờ đọc lại phần này, nó yêu cầu là bước 1 copy cái mã này vào, và sau đó đăng lên trang cá nhân với cái nội dung là cái mã xác thực mà bạn đã copy. Sau đó thì các bạn sẽ copy cái đường link mà các bạn đã đăng lên cái tường vừa nãy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm cái hướng dẫn của nó nhá. Tôi lên trên Facebook cá nhân. Tôi dán.
chắc là phải để chế độ công khai. Chút nữa tôi sẽ xóa nó đi sau các bạn. Rồi, sau đó bấm vào phần post đăng lên. Rồi, sau đó thì tôi sẽ copy cái đường link của nó và dán vào phần nhập ở đây. Tôi gõ vào phần xác nhận thêm tài khoản. Đây là cái phần là cập nhật khá là mới của họ nha các bạn. Thì đây nó sẽ nói cho tôi là tài khoản này không thêm tài khoản này do tài khoản chưa đủ 50 bạn hoặc là không công khai bạn bè. Thì chắc chắn rằng tài khoản tôi trên 50 bạn rồi, nhưng tôi chưa có bật cái chế độ là công khai bạn. Tiếp theo này, ở cái phần này để tôi đọc lại nhé. Người ta sẽ yêu cầu là mình cần phải xác thực ở trên cái tài khoản của mình và là bật công khai cái chế độ bạn bè lên. Rồi quay lại trên cái Facebook. Rồi bây giờ bạn thoát ra này, bấm một phần thanh ba gạch ở đây, sau đó là kéo xuống là phần cài đặt setting. Rồi thì bây giờ là kéo xuống là phần là private setting. Đây là cái phần là cài đặt là bảo mật đó các bạn. Rồi sau đó tôi kéo xuống phần dưới này, nó hiện ra là phần là who can see your friends list, có nghĩa là ai có thể nhìn thấy được danh sách bạn bè của bạn. Thì bây giờ tôi sẽ chọn được cái này là public. Phải public thì quay lại đây mới được nha. Rồi sau đó thì quay lại cái phần là go live để xác thực thêm tài khoản. Ok, là chúc mừng bạn đã đăng ký được thành công. Ok rồi, xong phim. Tôi sẽ bây giờ tôi sẽ quay lại. Nếu như giả sử đi, bây giờ các bạn đã làm cái gì các bạn nó chưa được á, thì đa phần đó họ đều có cái video hướng dẫn để bạn nó có thể làm được nha. Rồi ở phần này là các bạn có thể là cập nhật thêm tuổi và số lượng người theo dõi ở đây. Sau đó tôi bấm vào phần mục kiếm tiền này. Trong cái danh mục kiếm tiền này khi mà bấm vào thì các bạn cần phải đợi một chút để nó sẽ load cho các bạn. Và tất cả đây là những cái danh mục các bạn, nhiệm vụ của bạn có thể làm được. Ví dụ là like bài, đi share bài, đi theo dõi hoặc là like fanpage. Thì sau đó nó sẽ quay một thời gian để nó cập nhật cho chúng ta rất là nhiều những cái danh sách công việc. Thì khi mà nó hiện lên danh sách công việc cho các bạn đó, thì các bạn có thể là bấm vào từng cái công việc một để các bạn có thể làm. Thì sau đó khi mà các bạn đã làm xong những cái nhiệm vụ rồi thì nó sẽ đưa vào cái phần đó là cái phần nó đang duyệt. Nó đang duyệt cho các bạn hình thức kiếm tiền đấy. Trường hợp mà khi mà các bạn nó bấm vào phần danh sách công việc ở đây á, mà nó không có load cho bạn cái công việc á, thì cách số 1 bạn sẽ bấm vào cái phần đó là cái mũi tên đây mà tôi đang chỉ ở phần con chuột tôi đang chọn nhá, cái phần mũi tên này để refresh nó. Hoặc cái cách số 2 á, là bạn có thể tắt thoát luôn cái trình duyệt này ra, thoát luôn cái trình duyệt go live này ra, và sau đó các bạn nó quay lại cái mục phần kiếm tiền thì nó sẽ ra được rất là nhiều cái danh sách công việc đây. Danh sách công việc, và cứ từng danh sách công việc ở đây thì nó đều có cái nhiệm vụ cụ thể bạn cần phải làm là gì. Ví dụ đây là tăng like bài viết, tăng like fanpage, và cứ mỗi một công việc như vậy thì nó hiện ra được cái số tiền mà bạn sẽ kiếm được đó, và cái thời gian mà nó sẽ còn có khả năng khả dụng để kiếm được tiền. Thì đối với cái tài khoản mới á, đối với tài khoản của bạn á, là tài khoản mới, thì các bạn nên làm nhiệm vụ chậm thôi, và khoảng 20-30 nhiệm vụ một ngày. Về sau này tài khoản của bạn đã lâu dài rồi đó thì các bạn có thể làm được 50-60 nhiệm vụ một ngày nha. Nhưng nếu như đây là tài khoản Facebook mà đã lâu năm rồi thì không sao, không thành vấn đề. Và tôi cũng khuyến khích các bạn nên sử dụng tài khoản thật để làm. Mình nếu như bây giờ các bạn đã tạo ra tài khoản ảo để các bạn đã cày đi thì các bạn cũng làm được, nhưng mà sẽ khả năng cao các bạn bị chặn, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm thử cho các bạn một cái công việc để các bạn dễ dàng hình dung nhé. Này, khi mà bấm vào thì bây giờ tôi bấm vào phần là xác nhận công việc. Sau đó thì tôi lựa chọn là tôi đăng nhập vào trên Facebook. Và trong cái phần đây thì cái nhiệm vụ của tôi đó là like cái bài viết. Rồi ở đây nó không hiện ra cái nhiệm vụ thì bây giờ tôi sẽ quay lại một bài khác. Giả sử đi cái bài này có thể nó bị lỗi chẳng hạn. Đó thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái bài khác. Tôi xác nhận công việc. Tôi đăng nhập bằng trình duyệt đi. Đây, trên trình duyệt. Và sau đó tôi bấm vào phần thích. Đã xong. Sau đó thì tôi quay lại app Go Live và tôi bấm vào phần hoàn thành. Có nghĩa là tôi đã like nó thành công rồi đó. Thì cái phần hoàn thành đó nó sẽ hiện ở đâu? Tôi bấm vào phần mục home đây. Nó sẽ hiện lên cái phần là chờ duyệt. Tức là trong khoảng một thời gian nhất định, khoảng một vài ngày nó sẽ duyệt cho tôi cái số tiền này. Và sau đó nó sẽ qua cái phần là số dư. Nó sẽ qua cái phần là thanh toán số dư. Thì bạn cũng có thể nhìn thấy được ở ngay cái giao diện trang chủ của nó này. Cách đây 8 giờ này, có những cái người rút tiền này, qua ví Momo, qua thẻ cào, đúng không nào? Thì bạn hoàn toàn có thể lấy được tiền về hoặc bình thường.
quay lại cái phần danh sách công việc đây, thì cứ mỗi một ngày như vậy bạn đã làm khoảng 20, 30 hoặc là tài khoản cũ thì 50, 60 tài khoản, 50, 60 nhiệm vụ một ngày. Thì đây là cái cách kiếm tiền số 1. Thì khi mà bạn đã bắt đầu bạn có tiền được rồi thì bây giờ khi mà mình có được tiền thì mình sẽ rút tiền nó về, đúng không nào? Thì trong cái phần rút tiền đây bạn có phải bấm vào cái phần tài khoản này, sau đó chúng ta chọn vào mục rút tiền. Thì trong mục rút tiền đây bạn sẽ lựa chọn là chuyển qua ngân hàng Viettel Pay, thẻ Zing, thẻ Garena, thẻ điện thoại hoặc là ví điện tử Momo. Ở đây thì view là bây giờ chọn vào phần là ngân hàng đi. Phần ngân hàng đây thì chúng ta chọn ngân hàng này, tên ngân hàng là gì, tên chủ thẻ, số tài khoản, chi nhánh và số tiền, sau đó chúng ta bấm vào phần rút tiền. Tương tự như vậy là các bạn cũng có thể rút tiền về ví Momo và sau đó các bạn có thể lựa chọn về ví điện tử Momo này. Sau đó chúng ta lựa chọn cái số tiền cần phải rút, chọn cái số điện thoại mà các bạn đã đăng ký với Momo và cái tên của bạn, sau đó chọn vào phần rút tiền. Khi mà bạn rút tiền về thì nó sẽ cần phải chờ duyệt, đúng không nào? Thì khi mà các bạn nó chờ duyệt như vậy thì một là bạn cũng có thể là liên hệ với cả admin và tham gia vào trong cái nhóm của họ. Ví dụ như là bây giờ các bạn quay trở lại Facebook đi, các bạn đã tìm cái nhóm mà tên là GoLive. GoLive, các bạn chỉ cần gõ cái từ khóa GoLive thôi thì nó sẽ ra cái group là 29.000 thành viên hiện tại này. Đó, thì các bạn đã xin tham gia vào trong group này. Các bạn cũng có thể là liên hệ với cả admin và sau đó các bạn trao đổi được với họ trong phần này nhá. Đó. Rồi, và trong cái group này thì chia sẻ các bạn rất là nhiều những cái mẹo về cách kiếm tiền với cả GoLive. Rồi, sau đó thì bây giờ chúng ta có phải quay lại cái cách kiếm tiền. Thì chúng ta, một là cách kiếm tiền thông qua làm nhiệm vụ, hoặc cái cách số 2 ở đây đó là bạn có thể là chia sẻ cái đường link tiếp thị của các bạn để cho nhiều người nhập vào cái mã cấp dưới của bạn. Và cứ mỗi một lần như vậy thì bạn sẽ được 5% thu nhập từ cái người cấp dưới. Dĩ nhiên rằng cái người cấp dưới nó không cần phải trả tiền cho bạn đâu. Và đây là cái phần GoLive, họ tự trích ra họ trả tiền cho mình. Thay vì ví dụ như bây giờ các bạn chia sẻ một người cái app, các bạn được 10.000, 20.000, chia sẻ Momo các bạn được 100.000 đi, thì ở đây họ sẽ không có trả tiền cho bạn như vậy, mà họ sẽ trả tiền cho bạn là 5% thu nhập từ cấp dưới. Thì các bạn bấm một click ở đây, các bạn sẽ copy cái mã ở đây, thì mỗi một người sẽ có một cái mã riêng. Thì khi mà các bạn đã copy và người khác cài về thì bạn sẽ được 5% thu nhập từ cái người đó tạo ra. Ok. Ngoài ra bạn cũng có thể kiếm được tiền thông qua cái việc là đua top cùng với cả GoLive. Nó sẽ có cái phần là đua top tuần, đua top tháng và top 10 bạn. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ bấm vào phần là top tháng 8 đi. Thì có cái bạn này bạn đã làm hiện tại là được 3 triệu một tháng thu nhập một tháng này. Đó, các bạn thấy không? Thu nhập một tháng cũng ok, khá ổn đúng không? Đó, top 2 được 2 triệu, top 3 là được 1 triệu 7, top 4 được 1 triệu 7. Đấy, thì đây là những cái người mà đứng top, đứng rank có hạng mức cao. Thì dĩ nhiên nếu như bạn đã làm theo những video hướng dẫn của tôi hoặc là bạn đã vào trong quy trình kèm cặp chuyên sâu á, thì tôi sẽ còn chỉ cho các bạn cách làm sao vượt được top như vậy rất là nhiều nữa. Mà bạn cũng sẽ được thưởng thêm nếu như bạn đã làm trong top 1, top 2, top 3 được 200.000, 100.000, 50.000 này, hoặc là top 10 bạn. Top 10 bạn thì bạn cũng mời càng nhiều người càng tốt và những người đó phải hoạt động. Thì khi mà những người nào hoạt động rồi thì bạn cũng sẽ được top, thứ nhất là top 10 bạn, thứ hai là được top theo tuần, theo tháng nữa, được chưa? Đó, nên thu nhập của bạn cũng khá là ok đấy từ cái ứng dụng GoLive này. Thì tôi hy vọng rằng là sau cái chia sẻ này của tôi cũng sẽ giúp ích cho bạn và bạn cũng có thêm được một cái cách để bạn kiếm được tiền trong cái thời gian nhàn rỗi rảnh rỗi của các bạn, để bạn có được thêm thu nhập hàng tháng. Đó, và nếu như bạn thấy những video này thực sự có ý nghĩa thì bạn có thể bấm một nút like video đó, hoặc là vào kênh YouTube của tôi là Sơn PS để được nhận những video ở đây. Bạn có thể bấm một phần là danh sách phát này, danh sách phát, và đi vào cái phần đó là những cái video đang kiếm được tiền này, hoặc là tôi đang chia sẻ về những hình thức kiếm tiền bằng Momo, kiếm tiền trên điện thoại, kiếm tiền với Clickbank. Bạn tìm kiếm từ khóa là Sơn PS Clickbank hoặc là Clickbank Sơn PS đều ra nha. Và hoặc là bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới video này, tôi có để lại ở phía bên dưới có một khóa học về học về Clickbank kiếm được khoảng 200-500 đô một tháng như thế nào, đó thì bạn cũng có thể làm theo. Rất là nhiều những người anh em đã làm được và có kết quả rồi. Đó, và bạn có thể tham gia vào trong group của tôi, đó là trở thành chiến binh affiliate marketer đỉnh cao cùng với cả Sơn PS. Thì ở đây thì bạn cũng sẽ được giao lưu học hỏi và được kết nối với rất là nhiều những người đã ra kết quả thành công. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.